chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 9 tóm tắt bài 5 trang 126-130. Bài 5 khắc vọng công lý truyện thơ năm. Văn bản 1, Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, Nguyễn Đình Chiểu. Lục Vân Tiên là chàng trai khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn. Trên đường về nhà thăm cha mẹ trước khi đi thi thì Vân Tiên gặp bọn cướp Phong Lai đang hoành hành. Chàng đã một mình đánh tan bọn cướp cứu Kiều Nguyệt Nga. Cảm ơn ân đức ấy, Nguyệt Nga tự nguyện gắn bó suốt đời với Vân Tiên, tự tay vẽ một bức hình chàng và luôn giữ bên mình. Trên đường tiếp tục cuộc hành trình thì Vân Tiên gặp kết bạn với hai sĩ tử là Hớn Minh và Vương Tử Trực. Đến kinh đô thì Vân Tiên gặp Trịnh Hâm, Bùi Kiệm. Lúc sắp vào trường thi thì Vân Tiên được tin mẹ mất nên chàng đã bỏ thi trở về quê chịu tang. Dọc đường về thì Vân Tiên đau mắt nặng rồi bị mù cả hai mắt, lại bị Trịnh Hâm và cha con Võ Công hãm hại. Cuối cùng thì chàng được cứu sống, được tiên cho thuốc nên mắt sáng lại. Về phần Nguyệt Nga thì nghe tin Lục Vân Tiên chết, nàng thề trọn đời không lấy ai khác. Thái sư đương triều hỏi cưới nàng cho con trai không được nên thù oán, tâu vua bắt Nguyệt Nga đi cống giặc ô qua. Thuyền đi tới biên giới thì nàng mang theo bức hình Vân Tiên nhảy xuống sông tự tử. Phật bà Quan Âm đưa nàng dạt vào vườn hoa nhà họ Bùi. Bùi Công nhận nàng làm con nuôi, nhưng Bùi Kiệm lại đòi lấy nàng làm vợ. Nguyệt Nga phải trốn khỏi nhà họ Bùi, vào rừng nương tựa một bà lão dệt vải. Lục Vân Tiên thi đỗ trạng nguyên và được nhà vua cử đi dẹp giặc ô qua, đánh tan giặc. Vân Tiên lạc trong rừng, đến nhà bà lão hỏi thăm đường và gặp lại Nguyệt Nga. Chàng về triều tâu lại sự tình, nhờ đó kẻ gian ác đã bị trừng trị, người nhân nghĩa đã được đền đáp. Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga được xưng vậy hạnh phúc. Truyện Lục Vân Tiên là truyện thơ nôm, được Nguyễn Đình Chiểu sáng tác theo thể Lục Bát vào đầu những năm 50 của thế kỷ 19. Phần văn bản dưới đây được trích từ dòng thơ 123 đến dòng thơ 180. Chuẩn bị đọc, em nghĩ gì về những người sẵn sàng cứu giúp người khác trong cơn hoạn nạn? Thì sự sẵn sàng cứu giúp người khác trong cơn hoạn nạn là một phẩm chất tích cực và đáng trọng, đáng để tôn trọng. Họ là những con người dám xả thân, không màng tới hiểm nguy của bản thân. Họ là những con người có tình yêu thương lớn với cộng đồng, lòng nhân ái cao cả. Chúng ta cần phải học tập ở họ, lấy họ làm gương, tuyên truyền những việc làm tốt để mọi người noi theo. Tiếp theo trải nghiệm cùng văn bản. Vân Tiên ghé lại bên đàn, bẻ cây làm gậy nhằm làng sông vô. Kêu rằng bố lực bớ lũ hung đồ, chớ quen làm thói hồ đồ hại dân. Phong Lai mặt đỏ phừng phừng, thằng nào lại dám lẫy lừng vào đây. Trước gây việc giữ tại mày, truyền quân bốn phía phủ vây bịt bùng. Vân Tiên tả đột hữu xung, khác nào triệu tử phá vòng đương dương. Lầu là bốn phía vỡ tan, điều quân gươm giáo, tìm đàn chạy ngay. Phong Lai trở chẳng kịp tay, bị Tiên một gậy thác rầy thân vong. Dẹp rồi lũ kiến chờm ong, hỏi ai than khóc ở trong xe này. Thưa rằng tôi thiệt người ngay, xa cơ nên mới, lầm tay hung đồ. Trong xe chật hẹp khung phô, cúi đầu trăm lại, cứu cô tôi cùng. Vân Tiên nghe nói động lòng, đáp rằng ta đã trừ dòng lâu la. Khoan khoan ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái ta là phận trai. Tiểu thơ con gái nhà ai, đi đâu nên nổi mang tay bất kỳ. Chẳng hay tên họ là chi, quê môn phận gái việc gì đến đây. Trước sau chưa hạn già này, hai nàng ai tớ ai thầy nói ra. Thưa rằng tôi Kiều Nguyệt Nga, con này tỳ tất tên là Kim Liên. Quê nhà ở quận Tây Xuyên, cha làm tri phủ ở miền Hà Khê. Sai quân đem bức thư về, rước tôi qua đó định bề đi ra. Làm con đâu dám cãi cha, ví dầu ngàn dặm đường xa cũng đành. Chẳng qua là sự bất bình, hay vậy cũng chẳng đăng trình làm chi. Lâm nguy chẳng gặp giải nguy,
tiếc trăm năm cũng bỏ đi một hồi. Trước xe quân tử tạm ngồi, xin cho tiện thiếp lại rồi sẽ thưa. Chúc tôi liệu yếu đào thơ, giữa đường lâm phải bụi dơ đã phần. Hà Khê qua đó cũng gần, xin theo cùng thiếp đền ân cho chàng. Gặp đây đương lúc giữa đàn, của tiền chẳng có, bạc vàng cũng không. Gặm cầu báo đức thù công, lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ngươi. Vần tiền nghe nói liền cười, làm ơn há dễ trong người trả ơn. Nay đà rõ đặng nguồn cơn, nào ai tính thiệt so hơn làm gì. Nhớ cầu kiến ngại bất vi, làm người thế ấy cũng phi anh hùng. In trong tổng tập Văn học Việt Nam tập 16, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn, Quốc gia Nhà xuất bản Khoa học Xã hội năm 2000. Như vậy chúng ta vừa theo dõi văn bản. Tiếp theo chúng ta trả lời những câu hỏi giữa văn bản. Một, em hình dung ra sao về cảnh tả đột hữu song của Vân Tiên trong đoạn thơ? Thì em tưởng tượng Vân Tiên đứng giữa quân địch bốn phía vây bắt, trong bóng tối thì anh ta như con rồng sẵn sàng đối đầu, gươm giáo lóe sáng không còn lựa chọn. Vân Tiên đã quả quyết quăng gươm giáo tìm đường chạy giữa vòng vây. Tiếp theo câu 2, việc Vân Tiên bảo Nguyệt Nga khoan khoan ngồi đó chớ ra, cho thấy chàng là người như thế nào? Thì hành động của Vân Tiên khi bảo Nguyệt Nga khoan khoan ngồi đó chớ ra, thể hiện tính tình đều dịch và quan tâm của anh đối với Nguyệt Nga. Chàng hiểu rõ tình hình căng thẳng và muốn bảo vệ Nguyệt Nga khỏi nguy cơ gặp nguy hiểm. Hành động này cũng cho thấy sự tôn trọng và quan tâm của Vân Tiên đối với người khác, đặc biệt là đối với người phụ nữ mà anh ta yêu thương. Câu 3, hai dòng thơ cuối của văn bản gợi cho em suy nghĩ gì? Thì câu thơ này thể hiện tâm trạng của Lục Vân Tiên, bày tỏ sự phản kháng và lo ngại về việc mất đi tính nhân đạo và tình thương thân thiện khi đối mặt với những khó khăn và đau khổ. Đây là một trong những câu thơ nổi tiếng trong văn học Việt Nam. Tiếp theo suy ngẫm phản hồi. Một, theo em nhan đề Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga có thể hiện được nội dung bao quát của văn bản không, vì sao? Thì nhan đề Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga có thể hiện được nội dung bao quát của văn bản vì nhan đề chính là tên nhân vật chính trong bài và nêu lên cái sự kiện chính của văn bản là sự kiện Lục Vân Tiên cứu người. Câu 2, tóm tắt các sự kiện được kể và xác định bố cục của văn bản. Tóm tắt, Lục Vân Tiên quê ở huyện Đông Thành, Khôi Ngô Tấn Tú, làm tài kim văn võ. Nghe tin triều đình mở khoa thi, Vân Tiên từ giả thầy xuống núi đua tài. Trên đường về nhà thăm cha mẹ thì gặp bọn cướp Phong Lai đang hoành hành, bức hại dân lành, chàng đã vô cùng tức giận. Tiên nghĩ rằng kẻ cướp ỷ thế mạnh hiếp đáp kẻ lành, quả là bọn bất nhân. Chàng liền ra tay cứu giúp, không có vũ khí thì chàng đã bẻ cây làm gậy, dũng mãnh xông vào giữa bọn cướp. Kẻ cướp hung bạo thấy chàng càng thêm dữ tợn, quyết trừng trị cho bằng được. Nào ngờ chúng bị chàng đánh cho một trận, kẻ tử nạn người trọng thương bỏ chạy tán loạn. Đánh tan bọn cướp thì chàng còn ân cần hỏi han người gặp nạn, mới biết rằng đó là Kiều Nguyệt Nga, một cô gái đang trên đường cùng tỳ nữ trở về nhà khi thì gặp nạn. Nguyệt Nga cảm tạ ân công, muốn đền đáp xứng đáng, nhưng Vân Tiên đều từ chối tất cả. Chàng cho rằng đó là việc nghĩa, hành động phải làm của người quân tử, không cần phải báo đáp. Cảm ơn đức ấy lại thêm mến phục khí tiết trọng nghĩa khinh tài của Lục Vân Tiên. Nguyệt Nga tự nguyện gắn bó suốt đời với Vân Tiên và tự tay vẽ một bức hình chàng để luôn bên mình, còn Vân Tiên thì tiếp tục cuộc hành trình. Về bố cục thì phần 1, 14 câu đầu Lục Vân Tiên đánh tan bọn cướp tiêu diệt tên cầm đầu Phong Lai. Phần 2 còn lại cuộc trò chuyện giữa Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga.
Tiếp theo câu 3, nhân vật Lục Vân Tiên hiện lên với những phẩm chất nào, đó có phải là phẩm chất của người anh hùng không? Vì sao? Phân tích một số chi tiết miêu tả hành động, lời nói của Lục Vân Tiên để làm rõ ý kiến của em. Thì mẫu người lý tưởng, phẩm chất anh hùng, dũng cảm, coi trọng lẽ phải, văn võ song toàn. Thấy người gặp nạn thì liền cứu giúp, một mình đánh được lũ cướp hung ác. Coi trọng lễ nghĩa, trọng nghĩa khí, cứu người không mong trả ơn, không muốn Nguyệt Nga ra khỏi xe để tránh làm ảnh hưởng đến danh dự tiết nghĩa của nàng. Như vậy những phẩm chất trên chứng tỏ Lục Vân Tiên là một người anh hùng đúng nghĩa. Tiếp theo câu 4, phân tích đặc điểm của nhân vật Kiều Nguyệt Nga, lưu ý những cử chỉ lời nói của nàng khi đáp lời Lục Vân Tiên. Lời nói cử chỉ: lời giới thiệu rất đầy đủ, chân thành, không có chút khoa trương hay là kênh kiệu, đáp lại đầy đủ những lời thăm hỏi ân cần của Lục Vân Tiên và cô tiểu thư quyền quý, mà còn là một cô gái nhã nhặn có học thức. Nàng xưng tiện thiếp gọi quân tử để làm nổi bật sự thông minh, hành xử có thước mực của nàng trong lời ăn tiếng nói. Nàng vẫn định xuống xe để trực tiếp cúi đầu trăm lại để tạ ơn ân nhân cứu mạng Lục Vân Tiên. Thật tâm, thật dạ muốn được cảm tạ ân công. Lời đối đáp nhẹ nhàng, dịu dàng tỏ lòng ghi ơn tạc dạ, hành động nhân nghĩa của Lục Vân Tiên. Xin chàng cùng nàng về gặp cha mẹ, tự nguyện gắn bó cuộc đời, trân trọng đền ơn đáp nghĩa đối với ân nhân đã giúp mình, nguyện lấy thanh xuân để đền đáp công ơn. Nàng về, nàng vẽ một bức tranh hình Lục Vân Tiên luôn mang theo bên mình và thủy chung son sắt. Câu 5, xác định chủ đề của văn bản và phân tích các cái căn cứ giúp em xác định chủ đề đó. Chủ đề đề cao tình nghĩa giữa con người với con người trong xã hội, như tình cảm vợ chồng, tình cảm bạn bè, tình nghĩa anh em. Đề cao tinh thần hiệp nghĩa, luôn sẵn sàng ra tay cứu khổ phò nguy, thể hiện cái khát vọng của nhân dân ngàn đời hướng tới những điều tốt đẹp và lẽ công bằng trong cuộc đời, như ở hiền gặp lành, cái thiện thắng cái ác, chính nghĩa thắng gian tà, ác giả gặp ác báo. Căn cứ vào nội dung của văn bản. Tiếp theo câu 6, tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì qua văn bản? Ngày nay thông điệp ấy có còn giá trị không, vì sao? Thì thông điệp tác giả muốn gửi gắm đó là thông điệp thông qua hai nhân vật trong truyện, thì tác giả muốn nói đến những cái phẩm chất cao đẹp của con người, hướng tới lẽ công bằng, lên án cái xấu và cái ác trong xã hội. Thì thông điệp trên còn giá trị với ngày nay, vì những cái thông điệp ấy đều hướng con người tới những giá trị tốt đẹp, dạy con người những điều hay lẽ phải, đề cao cái giá trị của việc trượng nghĩa. Câu 7, tìm hiểu sự nghiệp, quá trình sáng tác thơ văn của tác giả Nguyễn Đình Chiểu và chỉ ra một số điểm tương đồng khác biệt nếu có giữa A. hoàn cảnh mục đích sáng tác truyện Lục Vân Tiên và các tác phẩm khác của ông như Chạy giặc, Văn tế nghĩa sĩ cần ruột. B. tình cảm, cảm xúc của tác giả khi kể lại hành động Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga trong truyện Lục Vân Tiên và khi nhắc đến trang dẹp loạn trong bài thơ Chạy giặc. Xem thêm Ngữ văn 8 tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo. Như vậy, ở câu A chúng ta tìm hiểu về hoàn cảnh, mục đích sáng tác truyện Lục Vân Tiên và các tác phẩm khác. Nguyễn Đình Chiểu sáng tác với quan điểm là lấy ngòi bút làm vũ khí chiến đấu. Chở bao nhiêu, đạp thuyền không khẩm, đâm mất thành giang bút chẳng tà.
Đề tài đạo lý với tác phẩm tiêu biểu Truyện Lục Vân Tiên, Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp. Đề tài yêu nước với tác phẩm tiêu biểu Chạy Giặc, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc, Văn Tế Trương Định. B. Tác giả so sánh chàng với Người Anh Hùng Triệu Tử Long, nổi tiếng thời Tam Quốc. Vân Tiên tả đột hữu sông, khác nào Triệu Tử phá vòng Đương Giang. Nhớ câu kiến ngại bất vi làm người thế ấy, cũng phi anh hùng. Nguyễn Đình Chiểu khẳng định một lẽ sống cao đẹp của người anh hùng thời xưa, đề cao tinh thần nghĩa hiệp, hành động hướng tới nhân nghĩa, coi việc nghĩa ở đời là trách nhiệm cao cả thiêng liêng. Nguyễn Đình Chiểu 1822-1888 sinh tại làng Tân Thới, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1843, Nguyễn Đình Chiểu thi đỗ tú tài tại trường thi Gia Định. Năm 1846 thì ông ra Huế học chuẩn bị thi tiếp thì được tin mẹ mất. Năm 1849, ông bỏ thi trở về Nam, chịu tang mẹ. Trên đường về ông ốm nặng và bị mù cả hai mắt, không phúc phục số phận thì ông học cách làm thuốc và mở trường, vừa dạy học vừa bốc thuốc chữa bệnh cho dân. Khi thực dân Pháp đánh chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Bộ 1862, ông về Ba Tri, Bến Tre, tiếp tục dạy học và làm thuốc, đồng thời tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu gồm các truyện thơ như Truyện Lục Vân Tiên, Dương Từ, Hà Mậu, Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp, thơ và văn tế như Chạy Giặc, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc, Văn Tế Trương Định. Thì bức chân dung ở đây do nữ sĩ Mai Quỳnh Hoa tặng Viện Văn Học, Từ Điển Văn Học Bộ Mới, Nhà Xuất Bản Thế Giới năm 2004.